Thưa quý vị và các bạn, hiểu rõ được lợi ích, nguồn thu từ việc đấu giá quyền sử dụng đất là mấu chốt quan trọng trong việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Hiện huyện Khoái Châu đang tập trung chỉ đạo các xã trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ cũng như các bước thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu đất giãn dân. Mặc dù là ngày mưa, nhưng cả nhân lực và vật lực vẫn được đơn vị thi công này bố trí tối đa. Các hạng mục như đường điện, lát vỉa hè, cống thoát nước đang được thi công khẩn trương nhằm sớm bàn giao công trình đúng tiến độ đề ra. Lên phương án tiến độ thi công hàng ngày và hàng tuần, bố trí là nhiều tổ đội nhân công, nhiều máy móc. Về bình thường thì là sẽ làm theo cả ca ngày và ca đêm. Dự kiến thì sẽ bàn giao các hạng mục cơ bản vào để đấu giá sẽ vào tháng 5 tới này. Dự án đấu giá quyền sử dụng đất khu đất giãn dân với tổng diện tích 1,9 ha tại thôn An Lạc do Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tiến làm chủ đầu tư được phê duyệt giữa năm 2022 và bắt đầu triển khai vào đầu năm 2023. Song song với việc đôn đốc nhà thầu quyết liệt hoàn thiện công trình, xã cũng đang làm các quy trình thủ tục trình các cấp để sớm thực hiện các bước đấu giá. Chúng tôi đang triển khai các bước thúc đẩy nhà thầu để đẩy nhanh cái công tác làm hạ tầng, cố gắng xin chủ trương đấu giá đất giãn dân trong cái quý 2 năm 2024. Tính đến tháng 12 năm 2023, huyện Khoái Châu đang triển khai các bước để đấu giá quyền sử dụng đất với 24 dự án do huyện và xã làm chủ đầu tư với diện tích cần thu hồi khoảng 66 ha. Trong quý 1 vừa qua, các địa phương đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất với một số xã như Đông Tảo, Đông Kết, Chí Tân. Hiện huyện đang tập trung chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ cũng như quy trình thủ tục để sớm thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất. Dự kiến trong quý 2 sẽ tiếp tục các phiên đấu giá tại các xã như Tân Dân, Đồng Tiến. Đến nay đã hoàn thiện được các hạng mục như là đường này, rồi là vỉa hè này, cột đèn này, cây xanh, chỉ còn mỗi giải áp phan ở trong đường khu dân cư. Ủy ban xã đã đôn đốc nhà thầu thì cố gắng hoàn thiện sớm các hạng mục để đưa vào đấu giá vào trong quý 2 của năm 2024 này. Tổng thu tiền đất từ việc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Khoái Châu năm 2023 là trên 340 tỷ đồng. Trong khi thị trường bất động sản đang có nhiều khởi sắc thời gian gần đây, thì việc đẩy nhanh tiến độ các khu đấu giá quyền sử dụng đất, các khu giãn dân trên địa bàn là hết sức cần thiết. Qua đó giúp huyện, các địa phương tăng nguồn thu ngân sách, tập trung nguồn lực phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.